Tại nhà tang lễ quốc gia, hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, quê nhà xã Đông Hội, người dân không cầm được nước mắt khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà lãnh đạo trọn đời vì nước vì dân, ai cũng cảm thấy nghẹn ngào khi đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Khoảnh khắc người dân thể hiện nỗi buồn, thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ viếng khiến những người chứng kiến không khỏi kìm nén được nước mắt. Có thể thấy trong lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hàng vạn người dân thương khóc tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Người dân mang di ảnh, tượng, thơ đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều người dân đã mang theo di ảnh, tượng, cờ rủ, thơ khi đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Nguyễn Thị Tuyết, 66 tuổi, ngụ Bình Dương, mang theo bức ảnh có bài thơ về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng do bà viết. Tôi rất quý kính Tổng bí thư. Tôi đến được đây rất mừng khi được bày tỏ cảm xúc của mình với ông. Bài thơ này tôi sáng tác khi tôi nghe trên loa phóng thanh nói về vị lãnh đạo thì cảm xúc dân trào. Dù tôi không phải là nhà văn nhà thơ, nhưng tôi muốn nói lên tấm lòng của mình với Tổng Bí thư bà Tuyết chia sẻ. Nhiều người mang theo hoa, cờ rủ, lặng lẽ xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia Hà Nội. Bà Trần Thị Hậu, sinh năm 1969, quê ở huyện Hoài Đức Hà Nội đem theo bức ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ban tang. Người dân mang theo di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kiên nhẫn chờ vào viếng. Những cựu chiến binh chống gậy vào viếng và tiễn biệt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia với cờ rủ trên tay. Nghệ nhân Nguyễn Phú Huỳnh, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, mang theo bức chân dung Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng do mình làm đến viếng tại hội trường thống nhất. Chân dung Tổng bí thư được khảm bằng ốc xa cừ. Có người bê trên tay bức tượng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Hà Sĩ Phùng đến nhà tang lễ quốc gia từ sớm, mang theo bài thơ mà ông đã tự chuẩn bị, mong mỏi đến lượt vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động lễ tri điệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà. Đúng 13 giờ chiều ngày 26 tháng 7, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân thôn Lại Đà đã long trọng tổ chức lễ tri điệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong không khí đau buồn, các tầng lớp nhân dân tập trung tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để theo dõi lễ tri điệu và lễ an táng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được truyền hình trực tiếp qua hai màn hình lớn người dân xếp hàng trang nghiêm để theo dõi lễ tri điệu và lễ an táng tổng bí thư nguyễn phú trọng tại đây có cả gia quyến nội ngoại của tổng bí thư nguyễn phú trọng các tầng lớp nhân dân trang nghiêm theo dõi lễ tri điệu được truyền hình trực tiếp từ nhà tăng lễ quốc gia và dành vài phút mặc niệm tưởng nhớ tổng bí thư nguyễn phú trọng người dân chăm chú theo dõi những hình ảnh cuối cùng lễ tri điệu tổng bí thư nguyễn phú trọng Em Lê Xuân Tùng, đoàn viên chi đoàn thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, chia sẻ cảm xúc đau xót khi theo dõi lễ truy điệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người dân khô vang lời vĩnh biệt trong lễ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Linh xa trở linh cữu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu rời nhà tang lễ quốc gia hướng về Nghĩa Trang Mai Dịch khi Linh Sa trở Linh Cửu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đi qua quảng trường trước cổng nhà hát lớn, hàng người đứng kín hai bên đường tự động bỏ ô xuống. Nhiều người đồng thanh hô vang, Việt Nam muôn năm, vĩnh biệt Tổng Bí Thư. Chiều 26 tháng 7 năm 2024, sau lễ truy điệu, đoàn xe nghi lễ đưa Linh Cửu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông về Nghĩa Trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Nghi thức sức ảnh Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu lễ di quan các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước chuyển linh cữu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, Linh Sa chuẩn bị đưa linh cữu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rời nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông về Nghĩa Trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Trên đường Lê Thánh Tông, Hà Nội, đoàn xe nghi lễ và đoàn xe tang đưa linh cữu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Cùng với đó, người dân đội nắng hai bên đường tiễn biệt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người dân đứng chờ tiễn Tổng Bí thư một đoạn đường. Ông Đỗ Văn Thảo, 73 tuổi, trú tại cầu Diễn, dù năm nay đã tuổi cao sức yếu, chân không đi vững do một số bệnh tật, nhưng ông vẫn muốn đến Nghĩa trang Mai Dịch để tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối. Ông chia sẻ, với những người sinh ra trong thời của ông, hiếm ai xuất sắc như Tổng Bí thư. Ở thời điểm hiện tại, tuy tôi có bệnh tật nhưng đã được nghỉ hưu, có nhiều thời gian bên con cháu còn tổng bí thư vẫn phải làm việc công hiến vì nước vì dân đến hơi thở cuối cùng ông thảo nói hàng nghìn người chờ tiễn đưa tổng bí thư nguyễn phú trọng ở nghĩa trang mai dịch hàng nghìn người dân đổ về khu vực nghĩa trang mai dịch hà nội để tiễn đưa tổng bí thư nguyễn phú trọng tại đây lực lượng an ninh và các đơn vị đang tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối các tuyến đường gần khu vực cổng nghĩa trang mai dịch đã được các lực lượng chức năng phân luồng rào chắn chờ đợi ở cổng nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội để tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng, chị Lê Thị Tình chia sẻ, tôi đã đi từ rất sớm để được nhìn Tổng Bí thư, người tôi luôn kính yêu lần cuối trước khi ông về với đất mẹ yêu thương. Theo chị Tình, tối qua tôi đã đến nhà tang lễ quốc gia để viếng Tổng Bí thư. Hôm nay dù trời nắng nóng nhưng cả gia đình tôi đều đứng chờ ở sau khu vực rào chắn từ trưa. Khu vực quanh nghĩa trang Mai Dịch, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh thành như Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Cao Bằng, Lào Cai cũng có mặt từ rất sớm để chờ đợi tiễn biệt Tổng Bí thư. Người dân làng Diễn đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức đặc biệt. Từ khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn nghĩa trang Mai Dịch làm nơi yên nghỉ, người dân làng Diễn tên người dân trước đây thường gọi chọn khu vực Bắc Từ Liêm, truyền tay nhau về thời điểm di quan để cùng đón ông. 10 giờ sáng ngày 26 tháng 7, trước cổng Nghĩa Trang Mai Dịch, từng đoàn người tiến đến đặt chỗ. Ông Đỗ Văn Hùng, 73 tuổi, ngụ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm nói, cả làng chờ đón bác trọng và ai cũng muốn có mặt từ sớm. Ông Hùng chia sẻ, với những người sinh ra cùng thời, hiếm ai xuất sắc như ông Bí Thư ông ấy để lại những bài học rất lớn cho đảng và thế hệ trẻ đó là sự trường tồn bền vững của dân tộc luôn luôn cần vun đắp đấu tranh và hy sinh vì nó nếu vì lợi ích riêng vung vén cho bản thân thì có một ngày chúng ta sẽ nhận lại cay đắng ông hùng nói là thế hệ trẻ trong làng diễn chị hoàng thị thảo cho biết khi nghe tin nơi an nghỉ của tổng bí thư là nghĩa trang mai dịch chị rất xúc động ông về với làng diễn Chị Thảo và gia đình chọn làm một việc ý nghĩa trong ngày đại tang là phát nước miễn phí cho người dân đến đón tiễn ông. Đây chỉ là một phần công sức nhỏ của tôi và gia đình, không thấm vào đâu với công sức của bác trọng với đất nước, chị Thảo chia sẻ. Khi dòng người về khu vực nghĩa trang Mai Dịch ngày một đông, kèm theo cái nắng gần 39 độ, những chai nước miễn phí của gia đình chị Thảo đã giúp nhiều người. Cách vị trí chị Thảo không xa, Ông Trần Văn Tuấn, 70 tuổi, ngủ ở Phúc Diễn, giữ chặt trên tay tấm hình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nói, dù tuổi cao chân yếu, nhưng vẫn muốn đến để mong nhìn linh cửu Tổng bí thư, người đã dành cả cuộc đời cho đất nước. Hôm nay, không chỉ tôi mà những người dân xung quanh Nghĩa Trang Mai Dịch đều gác lại công việc của mình để đón bác trọng, ông Tuấn nói các khu đất trống quanh nghĩa trang Mai Dịch kéo dài từ Nguyễn Cơ Thạch đến đường Lê Đức Thọ không còn một chỗ trống. Dù thời tiết nóng bức khiến ai cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng sự quý mến tổng bí thư khiến mọi người dân đều nán lại. Đúng 14 giờ 50 phút, tiếng còi xe dẫn đoàn vang lên, tất cả ánh mắt đổ dồn về hướng đường Hồ Tùng Mậu. Mọi người không ai bảo ai, đồng thanh hô lớn, bác trọng muôn năm, Âm thanh đó cứ ngày một lớn dần khi Linh cử Tổng Bí thư đến gần và khuất dần sau cổng nghĩa trang Mai dịch. Khi trước mắt chỉ còn là khoảng trống, nhiều người đã cúi gập người xuống. Lúc này khóe mắt ai cũng cay xè. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo trường rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.